Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin Công nghệ Mobile City. Bản tin được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Và không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ sẽ là những tin chính có trong ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên trong ngày, chip Trung Quốc lật đổ cả Apple và Qualcomm. MediaTek dường như đang thực sự nghiêm túc với Dimensity 9200. Mới đây, chuyên gia dò dỉ Digital Chart Station đã công bố đánh giá AnTuTu dường như dành cho vi xử lý này. Kết quả cho thấy chip này đã đạt điểm số kỷ lục gần 1,3 triệu điểm trên một smartphone chưa xác định danh tính, đánh bại hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh như LG Phone 6D Ultimate hay Red Magic 7S Pro. Điểm chuẩn cũng cho thấy nhiệt độ tối đa đạt được chỉ là 37 độ, lấy Dimensity 9000 Plus làm cơ sở. Chúng ta có thể thấy cải tiến lớn nhất của mẫu 9200 mới chủ yếu xảy ra trong bài kiểm tra GPU, trong khi CPU trên chip chỉ khác về hiệu suất ở một vài điểm. MediaTek sẽ chính thức giới thiệu Dimensity 9200 mới vào tháng 11. Vì vậy, người dùng phải đợi vài ngày nữa trước khi khám phá chi tiết tất cả tiềm năng của chip mới này. Hãy nhớ rằng tất cả đang nói về các bài kiểm tra tổng hợp và trong thực tế, việc tối ưu hóa phần mềm của các ứng dụng luôn có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta sẽ đến với tin tức tiếp theo, Xiaomi 13 Pro sẽ có nâng cấp đáng giá tới tiền tỷ. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thì dòng Xiaomi 13 dự kiến sẽ được ra mắt. Theo thông tin dò dỉ, chiếc điện thoại flagship sắp tới của Xiaomi một lần nữa sẽ được hưởng lợi từ các mối quan hệ hợp tác với hãng máy ảnh nổi tiếng Leica. Xiaomi cũng đã làm việc với Sony để đồng phát triển cảm biến máy ảnh với số tiền khổng lồ 15 triệu đô, khoảng 373 tỷ đồng, nhằm mục đích mang lại khả năng bắt sáng tốt hơn, lấy nét nhanh hơn và cải thiện giải nhạy sáng, với khả năng thu nhận ánh sáng nhiều hơn 76% so với iPhone 13 Pro Max. Về cấu hình, Xiaomi 13 Pro có thể giữ lại hầu hết các thông số kỹ thuật giống như Xiaomi 12 Pro, gồm màn hình LTPO 6,7 inch, camera trước 32 chấm, sạc nhanh 120W với pin 4.800 mAh. Đáng tiếc là một thay đổi rõ ràng, chip Snapdragon 8 Gen 2 thì hiện chưa được công bố. Và bây giờ là thông tin đáng chú ý cuối cùng có trong ngày, iPhone 14 Plus chưa chắc đã thất bại. Mặc dù được đánh giá là một mẫu máy hướng đến người dùng phổ thông, nhưng iPhone 14 Plus lại không được khách hàng ưa chuộng và mới đây còn bị cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng chuỗi cung ứng iPhone của Apple rất lớn và phức tạp. Vì vậy, việc cắt giảm sản lượng từ một nguồn hoặc một vài nhà sản xuất có thể sẽ không phản ánh chính xác bức tranh toàn cảnh. iPhone 14 Plus là một ví dụ điển hình về chiến lược kinh doanh theo phân khúc của Apple, với việc một sản phẩm có nhiều mức giá chênh nhau và công năng đặc thù riêng biệt. Theo Apple Insider, sẽ rất khó để xác định thành công của thiết bị nếu chỉ dựa trên nhu cầu đặt hàng. Do đó, iPhone 14 Plus dù hiện tại vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn còn đó con đường thành công của riêng mình. Ok, vậy là vừa rồi mình và các bạn đã cùng điểm qua 3 thông tin công nghệ đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.